Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm nay nhiều doanh nghiệp dệt may đã đến văn phòng đại diện Central Group tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sở hữu siêu thị Bixi để làm rõ thông báo ngừng nhập hàng dệt may của doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, vào ngày 2 tháng 7, Central Group Việt Nam đã phát đi thông báo gửi các đối tác cung cấp hàng may mặc với nội dung là tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng đối tác thương mại đã ký kết giữa hai bên. Tất cả vấn đề phát sinh trước ngày 2 tháng 7 sẽ được tiếp tục giải quyết theo quy định của hợp đồng hợp tác thương mại. Thông báo của Central Group Việt Nam nêu rõ, sau khi phát đi thông báo này, nhiều doanh nghiệp dệt may đã kéo đến văn phòng của Central Group cùng với băng rôn phản đối việc ngừng hợp đồng. Trao đổi với phóng viên VTC vào chiều hôm nay, đại diện truyền thông của Bixi cho biết đang có sự nhiễu thông tin và hiểu lầm giữa nhà cung cấp và nhà phân phối khiến doanh nghiệp bức xúc. Bên cạnh đó, Bixi cũng phát đi thông cáo báo chí nêu rõ, hiện Bixi Việt Nam đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng. Việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Bixi Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh ngành hàng may mặc tại Việt Nam. Vâng, dù tập đoàn này giải thích là việc tạm ngừng đặt hàng là do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của tập đoàn Central Group Thái Lan. Tuy nhiên trên thực tế thì hiện nay hàng Thái Lan vẫn đang lấn át hàng Việt tại các hệ thống phân phối của Bixi. Trước đó vào năm 2016, khi có dấu hiệu hàng Thái lấn át hàng Việt tại hệ thống siêu thị Bixi, sau khi đổi chủ thì lãnh đạo của doanh nghiệp này cũng đã cam kết là 90-95% sản phẩm bán tại hệ thống sẽ là hàng Việt. Từ vụ việc này, rất cần các bộ ngành chức năng lập tức vào cuộc để tránh những thông tin không chuẩn xác như lời khẳng định từ phía Bixi.